Hôm nay chèo ghe tham quan rừng nước với họ chơi chó Big Bull. Đi nãy giờ mấy bạn ấy cũng mệt quá rồi, chèo về nhà không nổi nữa, nên Tion quyết định hôm nay người cá Tion sẽ giúp các bạn của mình chèo ghe nhanh hơn với sự hỗ trợ của người cá kéo xe bò. Được rồi. Tion nhảy xuống nước thấy cũng nhẹ nên bơi nhập định luôn cho không bị mệt. Không ngờ sợi dây nó xúc ra hồi nào không biết. Vậy mà cũng không kêu mình hoành lại nữa ấy chứ. Ôi mày kìa. Tới nhà rồi. Không kiếm nè. Bơm là dai bự luôn. Bơm đó. Nắm mấy cái xô dai xô lưng ngỏng hộp. Thấy khỏi hộp tóc. Lỗ mới chưa cột dai. Rồi, có thủ phút. Có thủ phút. Tôi phụ á, anh mới bơi được. Ê, quẹo cây cần thẳng kìa. Đời biết ơi, nhà mấy nhà đến đó trời. Có phải trên thế giới có rất nhiều kình ngư? Họ bơi rất nhanh so với người cá, do ăn thịt động vật cũng quá nhiều. Nhưng họ chỉ có sức khỏe tức thời thôi. Nếu các bạn đều ăn chay được như Tion, có thể bơi đến cảnh giới nhập định thì chắc chắn có thể tiến hóa thành người cá, thích nghi được cuộc sống dưới nước như cá heo luôn đấy. Nếu các bạn muốn bơi nhanh thì phải mang đuôi người cá vào, thì khi cởi ra các bạn sẽ bơi nhanh như cá heo vậy đấy. Muốn tiến hóa thành người cá thật sự không? Vậy thì hãy để Tion giúp các bạn nhé, biến ước mơ người cá thành sự thật. Ghê quá. Chèo thấy bà.